Vào thời điểm trên, một số người dân nghe tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa bốc lên dữ dội tại một ngôi nhà sàn gỗ tại khu vực cạnh chợ nổi. Sau đó mọi người hô hoán cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ cháy đa số là nhà ván gỗ tôn, cùng với gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang một số nhà lân cận. Trong phút chốc, khói và lửa cao hàng trăm mét cháy rực một đoạn sông tại chợ nổi Cái Răng. Người dân xung quanh hốt hoảng vận chuyển đồ đạc ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ huy động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng, cano cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy. Sau vụ việc, 4 căn nhà bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thưa bà con, chỉ cách đây vài ngày chúng tôi đã thông tin về việc nhiều địa phương tại Cà Mau có hiện tượng các thương lái Trung Quốc đã đổ xô đi thu mua lá nhầu với giá cao mà không tiết lộ lý do. Sự việc chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay khiến cho bà con nông dân cũng như các cơ quan ban ngành phải lo lắng. Thưa quý vị, khi mà sự việc bất thường chưa có lời giải thì những ngày gần đây thương lái Trung Quốc lại tiếp tục đến thu mua cá liệm kiềm tươi với giá là 750.000 đồng cho 1 kg, loại cá mà trước nay theo nhiều bà con là không có ai mua. Người dân địa phương lâu chỉ bắt phơi khô dùng để ngâm rượu. Thực hư của việc này như thế nào? Ngay sau đây là thông tin chi tiết. Theo đó, vài ngày trở lại đây, các thương lái Trung Quốc đổ xô đi săn mua cá liềm kiềm tươi tại nhiều địa phương. Sau khi khảo sát, thương lái còn đặt cọc trước cho đại lý và hiện việc thu mua loại cá này đã mở rộng xuống nhiều địa bàn trong tỉnh Cà Mau. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện Thới Bình cho biết, khi có thông tin này, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cũng như chính quyền địa phương theo dõi nắm tình hình để kịp thời có định hướng cho người dân. Theo nhiều người dân, cá liềm kiềm là loại cá sông thích nghi với môi trường nước ngọt lẫn nước lợ. Đây là loại cá bỏ đi, ít được người dân đánh bắt và chế biến. Thưa quý vị, liên tiếp những vụ vỡ hụi tiền tỷ xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua, làm hàng ngàn người dân điêu đứng, kiệt quệ, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Đau đớn hơn khi đa phần nạn nhân là nông dân, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tiền bị mất là tài sản mà họ đã phải dành dụm, tích góp qua nhiều năm lao động vất vả. Thưa quý vị, và một vụ vỡ hụi như vậy có thể lên tới là 20 tỷ đã vừa xảy ra tại xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hai đối tượng là vợ chồng đang ngụ tại địa phương đã dùng nhiều thủ đoạn lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trong xã. Đa phần trong số họ là những người nông dân nghèo. Hiện nay hai đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có hàng trăm nông dân ở nhiều ấp trong xã bị vợ chồng bà Phạm Thị Mỹ Hiền, 33 tuổi và chồng là Nguyễn Văn Lượm, 38 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Theo ông Hồ Văn Ngon, đại diện cho hơn 200 người dân chơi hụi ở xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, do chỗ quen biết và tin tưởng nhau nên bà con tham gia chơi rất nhiều dây hụi do vợ chồng bà Hiền làm chủ. Ngoài việc làm chủ nhiều dây hụi, bà Hiền còn dùng nhiều chiêu thức tinh vi để dụ dỗ người dân trong ấp cho mượn tiền nhàn rỗi với lãi suất cao nên nhiều người sập bẫy. Sau khi vợ chồng bà Hiền bỏ trốn, dân ở đây mới biết mình trắng tay vì ngân hàng vào biên kê phát mãi toàn bộ tài sản của trùm lừa đảo để trừ nợ vay. Thưa quý vị, ngụy trang bằng nhiều lớp cửa trong một căn nhà kín bưng và có nhiều lớp bảo vệ cảnh giới, 20 con bạc trong đó có 16 đối tượng là phụ nữ đang thoải mái sát phạt thì bị lực lượng công an đột kích bắt quả tang. Vụ việc này đã xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều qua ngày 7 tháng 11 khi lực lượng chức năng ập vào căn nhà tại ấp 4, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau. Các đối tượng đã nháo nhào tháo chạy nhưng đều bị giữ lại. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Căn nhà này do Lê Minh Phụng sinh năm 1991 cư ngụ tại địa chỉ trên làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 20 đối tượng đang tham gia đánh bài ăn tiền, trong đó có 4 nam và 16 người là phụ nữ. Kiểm tra tại chiếu bạc và trong người các đối tượng thu giữ một bộ bài loại 52 lá, trên 5 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Tiến hành kiểm tra các phòng trong nhà, phát hiện trên 6 triệu đồng được quăng nhiều nơi, 9 bộ bài loại 52 lá chưa sử dụng. Hiện các đối tượng và tang vật có liên quan đã được chuyển về cơ quan công an để tiếp tục xử lý. Thưa quý vị, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu ở biên giới chưa khi nào hết nóng, đặc biệt là thời điểm cuối năm như hiện nay. Nếu như phần lớn các cửu vạn thường dùng xe gắn máy chạy tốc độ cao để vận chuyển hàng lậu, thì một số đối tượng khác thậm chí còn ngang nhiên buôn lậu bằng xe tải trọng lớn. Liên quan đến vấn nạn này, sáng nay ngày 8 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện một ô tô tải chứa số lượng lớn hàng điện tử nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường mang đi tiêu thụ. Điều đáng nói là khi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ lại xe và tang vật rồi bỏ trốn. Đây là xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C94006 vừa bị lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe không có người. Tại thùng xe phía sau, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng điện tử như tủ lạnh, máy giặt, TV, thùng loa, máy hút bụi và hai xe mô tô không biển số.
ước tính tổng giá trị hàng hóa trên 200 triệu đồng và được biết tất cả hàng hóa đã qua sử dụng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chỉ là những mâu thuẫn, những va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng những người trong cuộc lại không thể tự kiềm chế bản thân, nóng nảy gây ra hậu quả đau lòng. Đơn cử là mới đây, một thanh niên ở Vĩnh Long. Sau khi nghe tin người hàng xóm uống rượu say đến gây sự với cha mẹ của mình, đã không kiềm chế được cơn giận, mang dao đi trả thù, khiến cho hai người bị trọng thương. Thưa quý vị, vào sáng hôm nay, ngày 8 tháng 11, Công an của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Minh, 24 tuổi, ngụ tại xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, khi nghe tin cha và con mình bị ông Nguyễn Văn Sang, 54 tuổi, ngụ cùng xã, uống rượu say đến chửi mắng và ném đá, Minh đã đem theo dao từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà để tìm gặp ông Sang nói chuyện. Khi gặp ông Sang, Minh đã dùng dao mang theo chém liên tiếp vào người ông này. Em ruột của nạn nhân chạy đến can ngăn cũng bị Minh chém vào tay và lưng. Hai nạn nhân bị thương nặng, được người dân gần đó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Minh liền bỏ trốn. Tuy nhiên sau đó biết không thể trốn thoát, nên đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú. Nảy sinh tình cảm với người yêu nhí mới 15 tuổi, mặc dù gia đình hết sức ngăn cản, nhưng nam thanh niên ở An Giang vẫn yêu bất chấp và đã nhiều lần giao cấu với người yêu nhí. Sự việc chỉ được phát giác khi gia đình người yêu lên công an tố cáo. Và hôm nay ngày 8 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, đồng thời chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với Lưu Minh Đáng, sinh năm 1999, cư trú tại xã Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó đối tượng Lưu Minh Đáng và em M, sinh năm 2003, cư trú huyện Tịnh Biên có quan hệ tình cảm yêu thương nhau, mặc cho gia đình ngăn cản vì em M còn nhỏ tuổi. Khoảng tháng 8 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, Đáng đã nhiều lần giao cấu với em M. Đến tháng 3 năm 2018, nhận thấy những biểu hiện bất thường của con gái, mẹ em M gặng hỏi thì mới phát hiện sự việc. Thưa quý vị, là một người phụ nữ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, hàng ngày mưu sinh bằng nghề lượm ve chai và bán vé số dạo. Thế nhưng khi trên đường mưu sinh nhặt được một số tiền lớn thì chị đã liền giao nộp ngay cho công an với mong muốn là trả lại cho người bị mất. Vâng, quả thật là một hành động đẹp và đầy nhân văn đúng không thưa quý vị? Và vào sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 11, Công an của phường 9 thành phố Cà Mau đã tổ chức trao trả lại số tài sản cho người bị đánh rơi. Trước đó trên đường lượm ve chai bán vé số, chị Lê Thị Thương tạm trú khóm 4 phường 9 ghé vào quán nước thuộc khu vực khóm 1 phường 6 để nghỉ ngơi thì nhặt được một chiếc bóp, trong đó có số tiền 5.300.000 đồng cùng các giấy tờ tùy thân. Không tham của trời, chị liền đến và giao nộp cho công an. Qua xác minh, đơn vị đã liên hệ được với người bị mất là anh Nguyễn Hoàng Tấn, nhân viên siêu thị điện máy Chợ Lớn, tạm trú xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, đồng thời tiến hành trao trả lại số tài sản trên. Cảm động trước hành động đẹp, anh Nguyễn Hoàng Tấn đã tặng số tiền 1 triệu đồng cho chị Lê Thị Thương. Thưa quý vị, lũ chưa kịp rút hết, trong khi lại liên tiếp xảy ra mưa lớn đã làm cho hàng trăm hecta lúa đến ngày thu hoạch ngã rạp. Nước ngập trắng đồng, trong khi người dân lại không có nhân công để tiến hành thu hoạch. Thực trạng đáng lo ngại này, chúng tôi đã từng thông tin đến quý vị cách đây 2 ngày. Và với những trăn trở của nhiều bà con nơi đây, phóng viên chúng tôi đã tìm về huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để tìm hiểu câu chuyện. Vâng ạ. Thời điểm này thì những cánh đồng lúa hầu như đều đã bị đổ ngã, nước ngập bông. Bà con nông dân đang phải chực chờ trên đồng, mong có thể khai nước cứu ruộng. Lúa lên mọng, năng suất sụt giảm khiến vụ này bà con đối mặt với nguy cơ thua lỗ nặng. Đây là những gì còn lại ở 6 công lúa của ông Phạm Văn Nhân ở xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự. Lúa sập la liệt, nước ngập trắng đồng. Do lúa nằm trong nước nhiều ngày nên nhiều bông đã lên mọng xanh, thiệt hại năng suất gần 50%. Nóng ruột, ông thuê nhân công cắt tay, chi phí đội lên rất cao. Nhưng anh em hợp tác xã, người ta cũng quyết tâm là ta rút nước ra cho mình dữ lắm, mà bị cái lượng mưa quá nhiều, hợp tác xã rút không kịp. Chứ giờ ở đây là 500 bơm, hợp tác xã nó rút ngày đêm, rút không khô. Dạ mạng cái này là chắc lỗ chứ không có lời đâu chú. Các liên hợp thì lúa đứng nó càng có 140 công à. Còn giờ nó sập giờ nước không gì, giờ nhân công nó cắt ăn quá cao, giờ không có lời chắc lỗ cũng phải màng chứ. Không màng thì bỏ lúa không. Những diện tích trong vùng trũng bị ngập sâu 3-4 tấc nước, có những ruộng lúa đổ ngã 100%. Bà con nông dân đứng ngồi không yên, nhìn thành quả 3 tháng trời hư hao trong nước. Những diện tích này chỉ thu hoạch được bằng thủ công, sau đó
chờ lúa khô đem suốt. Bình thường chi phí thu hoạch một công lúa 1.000 mét vuông khoảng 150.000 đồng. Nay lúa ngập nước đội lên 770.000 đồng một công. Bữa nay mới có mở đồng mà cắt bữa nay rồi còn cắt nữa, ngày mai cũng còn lúa nữa. Nghĩa nguyên là... cái giặc này nè, người ta cũng kêu cắt tay nữa nè. Trên kia cũng có nước nữa, bị trong đó cũng có nước nữa. Tại cái giặc này làm như rút nước ra, nó không thoát ra kịp. Cắt rồi bó rồi mấy suốt. Tại vì đi dọ đó còn 420. À, đi dọ qua tới bên đây nè cắt, tại mình chuyên môn đi cắt mướn đó. Lúa nước cắt khó hơn rồi thử mình ăn tiền cao hơn. Ngập úng cũng là tình trạng chung của một số nông dân canh tác lúa trong khu đê bao 2.600 hectare của hai xã Thường Thế Tiền và Thường Phước Hai. Theo thống kê, toàn huyện có khoảng 70 hectare lúa bị đổ ngã do mưa, trong đó có những diện tích chưa đến ngày thu hoạch cũng bị mưa dông làm đổ ngã. Lúa chưa tròn bông, không tiếp tục phát triển, gây thiệt hại năng suất khoảng 30%. Rồi được 20 công mà nhưng nó bị sập mà sập cũng gần phân nửa vậy đó. Không được, tại vì nó nằm ở dưới nước rồi là đâu có cứu được. Tại vì trời dông trời gió là nó nằm dưới nước rồi nó nằm luôn rồi. Không có thể nào cứu nó được hết trơn. Rồi chịu thôi, rồi khai nước ra rồi chịu. Chín mới cắt được, còn như mình cắt sớm thì cũng không được nữa. Tại vì nó tư quá, cắt lên cũng thất bại. Thằng bạn hàng nó cũng không có mua. Giờ thôi, để y thinh vậy luôn, mình khai nước ra. Thì có nhiêu ăn nhiêu. Vụ thu đông này, nông dân sản xuất lúa phấn khởi vì năng suất lúa đạt khá cao, 7 tấn một hectare. Hiện giá lúa được thương lái thu mua 6.500 đồng một ký. Trừ chi phí, nông dân có lợi nhuận cao 20 triệu đồng một hecta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mưa những ngày qua, khiến hàng trăm nông dân từ tâm thế sẽ có lãi vụ này, nay phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Nóng cũng đã hết. Mọi ý kiến phản ánh, những bức xúc về các vấn đề tại địa phương, quý vị có thể liên hệ về số điện thoại đường dây nóng của bản tin Tiêu Điểm Nóng 0971225053. Vâng ạ, còn bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.